Thưa quý vị và các bạn, khi một người bị đưa ra tòa án xét xử và lãnh án tù giam, thì chúng ta thường nghĩ ngay đến hành vi phạm tội nghiêm trọng và gây hậu quả thậm chí là tổn thất lớn. Bởi khi lãnh án tù thì số phận cuộc đời của những người phạm tội đó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đó là còn chưa kể đến những nỗi đau khổ mà gia đình và người thân của họ phải đối mặt. Tuy vậy trên thực tế thì lại có những đối tượng vi phạm pháp luật và phải vào tù chỉ vì những hành động trộm cắp tài sản với những món đồ có giá trị không hề lớn như là con gà hay là con vịt. Hay mới đây nhất là một đối tượng đã phải vào tù chỉ vì ăn trộm một đôi dép đã khiến nhiều người không khỏi cảm thấy khó hiểu và đặt ra câu hỏi là tại sao các đối tượng này lại có những hành vi như vậy. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 3 vừa qua, Tòa Nhân dân huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã đưa bị cáo Vũ Tuấn Trung, sinh năm 1994, trú tại phường An Sinh, Kinh Môn, Hải Dương ra xét xử về tội trộm cắp tài sản. Tối 25 tháng 11 năm 2023, Trung đi xe máy từ thành phố Hà Nội về huyện Cẩm Giàng, Hải Dương với mục đích vào các khu trọ của công nhân và nhà dân tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Đến tầm 23 giờ 30 phút thì Trung đến khu vực Nghĩa Trang xã Cẩm Đoài cất giấu xe máy và ngồi đợi đến thời gian thích hợp để ra tay trộm cắp. Khoảng 1 giờ ngày hôm sau, Trung đi bộ đến khu vực nhà anh Nguyễn Huy V ở thôn Quảng Cư, xã Cẩm Đoài, quan sát phía sau nhà không có tường bao liền theo đó đi vào sân. Đây thì đối tượng thấy trên bậc tam cấp có đôi dép da nam màu đen, liền lấy trộm và mang ra khu vực Nghĩa Trang để cắt dấu. Sau đó thì Trung tiếp tục quay lại tìm tài sản để trộm cắp thì bị công an xã Cẩm Đoài trong khi tuần tra kiểm soát đã phát hiện có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an thì đối tượng này khai nhận vừa lấy trộm đôi dép ở nhà anh về. Tòa đã tuyên phạt chung 6 tháng tù, trước đó thì đối tượng này đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và ra tù vào tháng 5 năm 2022. Vâng thưa quý vị, câu chuyện lãnh án nửa năm tù chỉ vì một đôi dép tưởng như là một câu chuyện hy hi hữu khó tin, nhưng trên thực tế thì cũng có không ít vụ án khác cũng dở khóc dở cười không kém. Thậm chí mức án tù còn cao hơn. Như vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, Tòa Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trần Đình Vũ, 23 tuổi, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, về tội cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ Luật Hình sự. Và đối tượng cũng chỉ vì trộm hai con gà mà đã phải chịu mức án là 7 năm 6 tháng tù giam. Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11 năm 2022, Vũ đã đột nhập nhà bà Hoàng Thị Huy, 63 tuổi, ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, để thực hiện hành vi bắt trộm hai con gà, nhưng bị gia chủ phát hiện. Và ngay sau đó, thì bà Huy đã chạy ra cổng rồi răng co và bị đối tượng này giật mạnh, khiến nạn nhân ngã và gãy tay trái. Vũ đã cướp được một con gà trống nặng khoảng 3 kg rồi lái xe máy tẩu thoát và đem bán lấy 150 000 đồng để tiêu xài. Từ trình báo của nạn nhân, Vũ đã bị bắt gần một tuần sau đó. Cơ quan chức năng sau đó xác định con gà trống bị cướp trị giá gần 400 000 đồng. Trước đó thì bị cáo Vũ đã bị tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh phạt 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ vào tháng 10 năm 2021, vừa chấp hành xong hình phạt nhưng chưa được xóa an tích. Nhận định hành vi của bị cáo này gây nguy hiểm cho xã hội, bản thân có nhân thân xấu và đã bị xử phạt, không thức tỉnh tu trí mà vẫn tái phạm nên phải nhận mức án tương xứng để gian đe và cảnh tỉnh chung. Sau khi cân nhắc các tình tiết, thì Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm ngày 21 tháng 2 đã tuyên phạt Trần Đình Vũ 7 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Hoặc một vụ án khác cũng đã từng thu hút sự quan tâm của dư luận trước những hành vi được xem là khá khó hiểu của các bị cáo khi vô tư đi trộm vịt chỉ để làm mồi nhậu. Và rồi thì chỉ với những con vịt có giá trị chưa tới 400.000 đồng và mức án cao nhất các đối tượng phải chịu lên tới 9 tháng tù. Đối tượng bị truy tố trong vụ án trộm vịt này là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1991, trú tại thôn Hội Sương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, và Phạm Phúc Đức, sinh năm 1997, trú tại thôn Tân Sương 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Theo nội dung cáo trạng truy tố khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2016. Sau khi đã ăn uống xong thì Dũng điều khiển xe máy chở Đức đi từ thị trấn Diên Khánh vào huyện Cam Lâm. Khi đi đến khu vực trại nuôi vịt của ông Nguyễn Diệu thuộc xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, Dũng nói với Đức là dừng xe lại đi bộ vào bắt vịt đem về tiếp tục ăn nhậu. Dũng và Đức đi vào trại nuôi vịt của ông Nguyễn Diệu và nghe thấy tiếng chó sủa. Dũng nhặt một cục đá ném làm con chó không sủa nữa. Lúc này thì ông Trần Văn Dũng và ông Trần Minh Tiến là người trông coi trại vịt, nhìn thấy và nói: "Tụi mày vào bắt vịt trộm phải không?" Tuy không mang theo mã tấu nhưng Dũng nói lớn: "Đưa cây hàng cho tao, thằng nào ra tao chém." Làm ông Dũng và ông Tiến sợ không dám ra ngoài. Dũng sau đó đã bắt hai con vịt và Đức thì bắt một con, rồi cả hai mang đến xã Suối Cát làm thịt ăn. Theo định giá thì ba con vịt trị giá 360.000 đồng. Hành vi thực hiện tội phạm trên của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác và gây ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương, làm mất lòng tin trong nhân dân. Trong vụ án này, thì bị cáo Dũng là người khởi xướng và rủ dê bị cáo Đức, cũng là người trực tiếp đe dọa và uy hiếp tinh thần của ông Trần Văn Dũng và ông Trần Minh Tiến. Sau đó thì bắt hai con vịt của ông Diệu nên cần xử bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc hơn so với bị cáo Đức. Còn bị cáo Đức khi nghe bị cáo Dũng rủ đã đồng ý tích cực tham gia hỗ trợ cho Dũng và bị cáo cũng trực tiếp bắt một con vịt của ông Nguyễn Diệu. Bản thân bị cáo mới chấp hành xong quyết định xử lý hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng về hành vi trộm cắp tài sản. Nên đối với bị cáo này cần phải áp dụng mức hình phạt thật nghiêm tương xứng với mức độ hành vi mà bị cáo đã gây ra. Tuy nhiên xét các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đều là người lao động và trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế phạm tội nhưng thiệt hại về giá trị tài sản không lớn. Nên sau khi nghị án thì tòa nhân dân huyện Diên Khánh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 9 tháng tù và Phạm Phúc Đức 6 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Án tuyên xong, Dũng và Đức đã làm đơn kháng cáo. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2017 thì tòa nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa phúc thẩm đưa hai bị cáo ra xét xử. Tại phiên tòa lúc đầu bị cáo Dũng cho rằng là mình bị oan Dũng khai sau khi bị cáo vào bắt vịt xong thì người trông coi vịt nói đưa cây dựa đây cho tao, tao chém chết tụi mày. Nên bị cáo mới hô đưa cây hàng cho tao, thằng nào ra tao chém, chứ không phải là bị cáo đe dọa người chăn vịt trước rồi mới bắt vịt. Vị thẩm phán phân tích chỉ cần đe dọa là đã phạm tội rồi, cưỡng đoạt 1.000 đồng cũng là phạm tội, ở đây không áp dụng giá trị tài sản gì cả. Bị cáo bắt vịt của người ta để làm gì? Một thẩm phán hỏi thì Dũng đáp là dạ bắt vịt về làm mồi nhậu thẩm phán hỏi tiếp tại sao trước đó bị cáo không kêu oan mà bây giờ lại kêu oan. Ngoài các lời khai ra trong bản cam đoan, vợ bị cáo viết giúp cho bị cáo vì bị cáo không biết chữ thì bị cáo cũng thừa nhận hết hành vi của mình kia mà, có oan không? Lúc này Dũng ngập ngừng một hồi rồi trả lời, không oan. Tương tự như Đức Khai, hôm đó nhậu đang cao hứng thì hết mùi nhậu nên Dũng rủ đi kiếm trại vịt bắt vịt về làm mồi nhậu tiếp. Khi vào đến trại vịt thì chó sủa nên Dũng đã lấy đá ném con chó và sau đó thì bị cáo nghe có người nói đưa dựa cho tao tao chém chết tụi này. Vị chủ tọa liền cắt ngang, dọa chém người ta rồi bắt vịt sao nói người ta dọa chém, ngang nhiên đi vào bắt vịt của người ta để về ăn nhậu trong khi người ta bỏ công bỏ sức nuôi vịt để kiếm sống. Các bị cáo làm như vậy có đúng không? Nghe vị chủ tọa phân tích lý lẽ pháp luật như vậy, Đức chỉ biết cúi đầu và im lặng. Sau đó thì vị chủ tọa hỏi hai bị cáo còn có tiếp tục kháng cáo nữa hay không. Nếu tiếp tục kháng cáo thì tòa sẽ xem xét, giải quyết, đồng thời giải thích rõ cho hai bị cáo hiểu rằng khi được tòa chấp nhận thì các bị cáo không phải chịu án phí. Còn tòa bác kháng cáo thì các bị cáo phải đóng án phí mất 200.000 đồng. Và cuối cùng thì hai bị cáo đồng loạt rút kháng cáo, tòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên bức án sở thẩm. Thưa quý vị, những vụ việc trên đã cho chúng ta thấy rõ một thực tế là đã vi phạm pháp luật thì phải chịu tội dù với bất cứ lý do gì nhưng để phải chịu án phạt tù chỉ với đôi xếp hay là con gà con vịt thực sự đã khiến các bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa và nghe cáo trạng của hội đồng xét xử dù ít dù nhiều đều cảm thấy ân hận dù đây chỉ là nỗi ân hận muộn màng vậy nên trước khi có ý định thực hiện bất cứ việc gì đặc biệt là các hành vi có thể vi phạm pháp luật thì các đối tượng nên xem các vụ việc trên là bài học để biết rõ cái giá phải trả không hề rẻ cho một phút nông nổi một thời điểm không làm chủ được bản thân mình chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin phép được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau